Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món sơ mít xào chay. Với người ăn chay thì món sơ mít xào rất quen thuộc nè. Sơ mít có vị ngọt thơm, mình kết hợp cùng một số nguyên liệu sẽ có ngay một món chay đơn giản và hấp dẫn đó. Với món sơ mít xào, cả nhà dùng cùng cơm trắng thì ngon hết sảy nè. Sơ mít dai giòn và thấm đều gia vị, màu sắc cũng rất bắt mắt. Cách chế biến món ăn khá dễ, mọi người sẽ có ngay một dĩa đồ chay ngon rồi. Cả nhà mình có yêu thích ăn chay thì hãy vào bếp cùng mình thực hiện ngay món sơ mít xào nha. Nguyên liệu mình có 250g sơ mít, 1 miếng đậu hũ trắng, 1 trái ớt sừng, 2 cây sả và 1 khúc hành baro. Khi tách muối mít, mọi người chưa lại phần sơ. Có thể dùng cả sơ trắng và vàng đều được nha mọi người. Đậu hũ trắng mình sẽ cắt miếng nhỏ. Hành baro và sả cây mình sẽ băm nhỏ nè. Ớt sừng mình tách bỏ hạt. Một nửa mình cắt nhỏ, còn một nửa thì cắt miếng ha. Cả nhà mình có thích ăn cay thì thêm ớt hiểm vào. Các nguyên liệu mình đã sơ chế xong, tiếp theo mình cho chảo lên bếp, rồi đợi cho chảo nóng một chút. Khi chảo nóng thì cho dầu ăn vào ha mọi người. Mình đợi thêm xíu, dầu nóng thì cho đậu hũ vào chiên. Chiên đậu cả nhà chỉ cần chiên hơi vàng các mặt là được ha. Đậu hũ chiên xong, trong chảo còn dầu. Mình sẽ tận dụng phần dầu này dùng để phi thơm hành sả nha mọi người. Mình cho hết hành sả và ớt sừng vào chảo. Tiếp theo dùng đũa đảo thật đều tay, mình xào hành sả chừng 3 đến 5 phút ha. Khi thấy hành sả đã chạy mùi, mình cho tiếp sơ mít vào chảo. Bây giờ cả nhà chỉ cần xào cho sơ mít được khô ráo nè. Sau đó có thể nêm gia vị vào. Mình có một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối. Vì sơ mít có vị ngọt sẵn rồi nên mình không nêm đường nè. Cả nhà đảo đều cho sơ mít thấm gia vị he. Mình nêm đếm thấy gia vị đã vừa ăn, mình sẽ cho hết đậu hũ chiên vào chảo. Trộn đều các nguyên liệu qua một lượt. Đến đây cả nhà có thể tắt bếp và chọn món sơ mít xào ra chỉ được rồi. Đối với món sơ mít xào chay, cả nhà thưởng thức cùng cơm nóng sẽ rất ngon. Sơ mít xào tuy đơn giản nhưng rất hấp dẫn, hương thơm nước mũi của món chay sẽ rất kích thích vị giác. Khi ăn mọi người sẽ cảm nhận được độ mềm dai của sơ mít. Món chay ngon dễ làm, gia vị cũng rất vừa ăn. Sơ mít xào là một món ăn rất dân dã nhưng lại rất bắt cơm. Mình chắc rằng một khi đã ăn thử lần đầu tiên, cả nhà mình khó mà có thể quên được. Một hương vị đặc trưng có trong món sơ mít xào chay này đâu nè. Món ăn đã sẵn sàng rồi. Xin mời cả nhà thưởng thức món ngon cùng mình nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. BB cả nhà, mãi yêu.